sát gì nó không có sát. Nó đau đó rồi. Sau cái đầu này đến nó đau sâu ốc, đi bác sĩ thì nó kêu là bị vô xuống sống cổ. Ừ. Còn đi cái bên này thì nó kêu là bị đệm rồi thần kinh tỏ rồi đau. Nói chung là bị hết á. Mà cái lưng nằm mình tưởng tượng là nằm như nó không có thẳng xuống, im nó ở lưng. Bà bị bao lâu rồi? Bị cái này thì chắc 3 năm. 3 năm rồi. Còn cái đầu thì nó mới phạt đấy. Xíu rồi nè, nó hư cái trên rồi. Nó mình cẩn thận ghê lắm. Này nó gọi là bây giờ có biết đây là hình gì đó. Mình hạt mà xương mai. Bị bệnh nhiều cho nên nhẹ thấy liền đó. Thì đó bây giờ chịu vô thử. Ơi. Lớp phải để ý cái chị mà đứng đằng sau lưng thầy á. Tuần trước chị tới đây là chị đâu có đi lại được. Bây giờ chị con to leo lên leo xuống hỗ trợ lớp cười tươi. Mà xuống đứng lên. Đấy mới là quan trọng. Dạ. Con không giờ con ngồi được chứ. Lớp. Nhưng có nhìn ông chưa? Dạ có, đầy đủ luôn. Bên đây cái bụng mềm hẳn đó. Chị bị sụt cân nữa. Nếu như chị muốn là làm cho thì con lành ha. Hết chưa? Dạ. Dạ rồi. Nhưng bây giờ coi hết rồi. Cứ đứng yên đứng dậy đi. Mà tự nhiên đi rồi dừng xây cổ xây đồ rồi coi dừng sao rồi. Trời ơi. Sao nó bệnh nó đâu mất nữa rồi. Mất. Giờ không chính xác được nhỉ. Cũng không vậy. Bây giờ dừng sát luôn tướng. Bây giờ dừng sát luôn đi. Trời rồi. Chạy luôn. Chạy luôn. Chạy được mẹ. Chạy được mẹ. Chạy được mẹ. Mừng quá quên đi kia. Thấy nó nhẹ người. Giờ, đại giật á thì nó còn e xuống cái chặt cái nó kể giật. Vậy sao đâu mất tiêu rồi hả? Sau mắt. Hết đau rồi. Rồi, về quê được rồi hả? Dạ. Rồi. Rồi. Gặp bác sĩ mà không gặp nữa thì cũng buồn á. Dạ, mừng quá rồi. Dạ, thôi nói với Thái Ngọc cho đầy đủ nha. Dạ. Đừng thấy bớt bệnh, đừng bỏ đi mất đi. Hốt đi anh em. Chùm cam nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0937-853-823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123-218-6688 hoặc 0983-581-652.